Vâng, và tiếp tục giới thiệu với quý anh chị ngày hôm nay một mẫu xe từng được coi là huyền thoại của Toyota tại thị trường Việt Nam trong phân khúc xe hạng sang cao cấp. Một mẫu xe mà không chỉ giới doanh nhân mà ngay cả những quan chức cao cấp cũng ao ước từng được sở hữu và trải nghiệm chiếc xe này. Vậy thì chắc chắn một điều không mẫu xe nào khác chỉ có thể là chiếc Camry bản full 2.4G sản xuất năm 2009 đang có mặt tại showroom của kênh Xe Đam Mê, có địa chỉ ở số 3 đường An Định, thành phố Hải Dương các bác nhé. Về tình trạng của xe thì cam kết với các bác là nguyên zin, không một lỗi nhỏ. Đấy, và tất cả đều được bảo hành tại một năm tại showroom của kênh Xe Đam Mê. Vậy thì xin mời quý anh chị, chúng ta hãy cùng em đi vào chi tiết của chiếc xe để đánh giá được cái chất lượng hiện tại của nó ra sao và những gì nó sẽ mang lại cho quý anh chị khi lúc mới chúng ta phải bỏ ra cỡ khoảng 1.7 tỷ để sở hữu nó. Nhưng bây giờ thì chỉ còn có hơn 400 triệu là các bác có thể sở hữu mẫu xe Camry này rồi. Đầu tiên thì nhắc tới Camry thì chúng ta phải nhắc tới cái tiêu chuẩn đầu tiên được người Việt Nam đánh giá rất là cao, đó chính là cái sự bền bỉ cũng như là cái khả năng vận hành của mẫu xe này. Có thể nói là riêng cái dòng xe này thì về độ bền chắc chắn một điều là các bác dùng thoải mái 10-20 năm nữa cũng chưa chắc đã hỏng được. Chỉ cần chúng ta trong cái quá trình sử dụng đi cẩn thận, giữ gìn, chăm chút xe, bảo dưỡng đầy đủ, đúng không ạ? Và đây, với một chiếc xe 2009, tại sao mẫu xe này nó luôn là cái lựa chọn hàng đầu cho quý anh chị? Thì các bác có thể để ý ngay kể cả những hệ thống đèn pha của xe đấy ạ. Vâng, xe đã được trang bị bóng đèn bi với Victor rồi. Đấy, và chóa đèn các bác để ý là theo thời gian mà nó vẫn còn sáng bóng như pha lê, đúng không ạ? Xe ngoài ra xe cũng được trang bị cảm biến cảnh báo va chạm phía trước. Đấy, đèn gầm là đèn halogen. Đó, và nổi bật ở trên khu vực mặt ca lăng đó là những cái chi tiết lẹp chrome và logo thương hiệu Toyota vẫn còn sáng bóng theo thời gian. Đấy, mẫu xe này thì đang mang biển Hà Nội các anh chị nhá. Đấy, nên bác nào Hà Nội các bác sẽ đỡ tốn 20 triệu khi mà về tên. Một cái điều nữa với chiếc Camry này, vâng, đó chính là các bác thấy có thể để ý vào một cái form dáng không bị lỗi thời theo thời gian. Đấy, xe đã được trang bị la răng phanh, 4 phanh đĩa đều hỗ trợ ABS. Và quý chị có thể thấy là từ cái la răng của xe nó vẫn còn như mới, đúng không ạ? Hay là kể cả cụm phanh bên trong đó, xe đi ít thì nó mới giữ được chất lượng như này. Đấy, ngoài ra thì xe cũng được trang bị xi nhan tích hợp trên gương. Và các bác có thể ngắm nhìn một lần nữa ở phía ngang bên hông của chiếc Camry này để thấy được cái độ dài, độ rộng. Đấy, nó giúp chiếc xe nó trường xe và cảm giác lái thì thực sự là đầm chắc. Và có thể nói Camry là cái mẫu xe có một cái vẻ đẹp không bị lỗi thời theo thời gian. Đấy, đến bây giờ chúng ta nhìn ngắm chiếc Camry này, các bác thấy là nó vẫn còn đẹp hơn rất nhiều những cái mẫu xe bây giờ, đúng không ạ? Và phía đằng sau của chiếc xe thì chúng ta sẽ có hệ thống đèn hậu là đèn LED rồi các bác nhá. Đó, đèn hậu đèn LED này. Đấy, những cái đèn LED rất đẹp mắt. Vâng, cảm biến cảnh báo va chạm phía sau cũng có rồi. Vâng, và các cái chi tiết ngoại thất của chiếc xe thực sự là đang ở trong tình trạng tốt nhất để phục vụ cho chủ nhân mới của mình. Một cái điều nữa mà chúng ta không thể không nhắc tới với Camry đó là cái sự trải nghiệm không gian nội thất sang trọng và đẳng cấp mà bất kỳ ai đã từng ngồi trên chiếc Camry này đều cảm thấy sự thoải mái. Vậy thì xin mời các anh chị chúng ta hãy cùng em đi vào khám phá cái không gian nội thất của chiếc Camry này. Vâng, và đây là không gian nội thất phía bên trong của chiếc Camry bản full 2.4G. Và các anh chị có thể thấy là cái sự sang trọng nó toát lên ngay từ khi mà chúng ta mở cửa ra. Với ghế là ghế da xịn sò cao cấp luôn các anh chị nhá. Đấy, đây là ghế da zin nguyên bản và tình trạng các bác có thể thấy rồi. Đó, nó vẫn còn rất tốt theo thời gian. Đặc biệt ở bản full 2.4G này thì chúng ta sẽ có ghế lái và ghế phụ điều chỉnh điện. Trên bảng Tappy thì nó sẽ có những chi tiết được ốp da xịn này. Đấy, ở trên cái bậc tì tay. Và đây thì chúng ta có những phím bấm chỉnh kính, tất cả đều là kính auto. Đấy. Khóa cửa rồi. Và chúng ta cũng có gương kính chỉnh điện và gập gương tự động. Đó là những phím đây. Và các bác thấy này, một chiếc xe 2009, nhưng mà đến bây giờ những chi tiết này nó vẫn còn rất là sắc nét. Ngoài ra thì xe ở đây chúng ta còn có thêm một cái nút, đó là bật cảnh báo va chạm trước sau của chiếc xe. Và tiếp tục là với hàng ghế thứ hai, một cái LED riêng của dòng Camry. Thì các bác có thể thấy là chúng ta sẽ có một cái chỉnh ghế ở đây. Đấy. Tại sao lại ở vị trí này? Bởi hàng ghế thứ hai thì thường là dành cho ông chủ, đúng không ạ? Và để cho ông chủ có một cái không gian thoải mái nhất cho cái hàng ghế phía sau thì họ sẽ trang bị một cái chỉnh ghế ở đây, rất là tiện lợi. Đó là một cái sự tinh tế mà chỉ có ở Camry và Toyota nó mới mang lại cho quý anh chị, đúng không ạ?
Và tiếp tục ở đây chúng ta sẽ có vô lăng 4 chấu, nhìn rất là cứng cáp, với những cái phím bấm tăng giảm âm lượng, chuyển chế độ này. Đấy, hay là chỉnh cả nhiệt độ điều hòa đây. Rất là đẹp đúng không ạ? Vâng, và các bác thấy những khe vô lăng, vâng, sau cái quãng thời gian sử dụng nhưng mà nó vẫn còn đang còn rất là mới. À, xe cũng được trang bị đèn là đèn auto rồi. Đó, hệ thống gạt mưa. Vâng, và đặc biệt nữa là chúng ta có thể để ý, vâng, tại sao một chiếc xe hạng sang họ luôn sử dụng rất nhiều những cái chi tiết ốp bần gỗ. Đấy, vì gỗ nó sẽ làm cho cái nội thất bên trong của một chiếc ô tô thêm cái phần sang trọng. Mẫu xe này thì cũng đã được chủ nhân cũ nâng cấp lên cho quý anh chị một chiếc màn hình Android. Đấy, một để các anh chị chúng ta có thể giải trí trong những cái chuyến đi. Điều hòa là điều hòa hai vùng độc lập. À, và các bác nhìn từ khu vực cần số của xe đấy ạ. Và một chiếc xe 2009 nhưng mà các chi tiết từ da cho đến những cái chi tiết chrome nó vẫn còn sáng bóng theo thời gian. Đúng là đẳng cấp mà chỉ có Camry mới mang lại cho quý chị đúng không ạ? Hay là các bác có thể để ý sang những chi tiết ở trên khu vực bảng táp lô. Đấy, những cái vân gỗ rất đẹp. Và một chiếc xe đời 2009. À, có thể nói là những cái người chủ sở hữu Camry thực sự là những người có tính cách rất cẩn thận. Đấy, họ chăm chút cho chiếc xe như là chăm con vậy. Đấy, nên chúng ta thấy là của bền tại người thôi. Nên là những ai mà mua những chiếc xe Camry thì các bác thấy là chúng ta dùng mãi nó không bị hỏng hóc hay là nó bền mãi theo thời gian. Đó là ưu điểm đúng không ạ? Và tiếp tục thì xin mời quý anh chị chúng ta hãy đi tới phía không gian nội thất của hàng ghế thứ hai. Vâng, một chiếc xe phân khúc hạng D cho chúng ta một cái không gian cực kỳ là rộng rãi. Phía sau này thì cũng đã có cả cửa gió cho hàng ghế thứ hai rồi này. Đấy, chủ nhân cũ thì cũng đã làm cho các bác cái thảm sàn da rồi. Và một lần nữa thì chúng ta có thể để ý là những cái chi tiết ghế da nguyên bản của hàng ghế thứ hai. Đấy, nó quá đẹp, vâng, nó quá bền bỉ theo thời gian. Đấy, đến bây giờ các anh chị thấy là sờ vào nó có cảm giác mát mịn. Đây là da xịn nó mới mang tới chúng ta cái cảm giác như này. Đấy, còn nếu da bọc lại hoặc là da công nghiệp thì nó sẽ không có cái cảm giác như vậy luôn các anh chị nhá. Đấy, và đây, đấy, để thấy được độ chất của chiếc xe này thì chúng ta có thể nhìn sang những chi tiết ở trên khu vực bảng tappi. Đấy, quá đẹp đúng không ạ? Vâng, một chiếc xe phân khúc hạng D. Tình trạng xe thì cam kết là nguyên zin. Đấy, bao check hãng cũng như là bảo hành cho quý anh chị trong vòng 1 năm sử dụng tiếp theo. Và tiếp tục thì chúng ta có thể đi tới cái phần cốp của chiếc Camry này. Một mẫu xe phân khúc hạng D thì đây các anh chị có thể chờ em một chút. Vâng, và đây là phần cốp của chiếc Camry. Thực sự thì nó quá rộng các anh chị ạ. Vâng, đúng là một chiếc xe phân khúc hạng D, nó mang tới không chỉ không gian nội thất cho ở hàng ghế hành khách rộng mà ngay đến cả phần cốp phía sau nó cũng quá là rộng rãi đúng không ạ? Đấy, để các anh chị chúng ta có thể chở thêm được nhiều đồ đạc trong những cái chuyến đi đó. Và các bác có thể thấy là các cái chi tiết ở phía cốp sau, đấy, nó vẫn còn rất mới mà thực sự là được chủ nhân cũ giữ gì thì nó mới giữ được cái chất lượng như vậy đúng không ạ? Đấy, và cái tem mác này, đấy, vẫn còn nguyên, và để chứng minh là chiếc xe nó không bị đâm xô, không bị tai nạn. Vậy thì tiếp tục xin mời quý anh chị chúng ta hãy cùng em đi đến phần động cơ, cỗ máy cũng là trái tim xe để đánh giá hiện trạng của nó ra sao sau quãng thời gian sử dụng. Vâng, và như em nói lúc đầu, Camry nó mang tới cho chúng ta cái trải nghiệm lái mượt mà, đầm chắc, máy bốc, đúng không ạ? Vậy thì tất cả điều đó đều đến từ cỗ máy 2.4 VVT-i huyền thoại của Toyota. Và các anh chị có thể thấy là tình trạng cái cỗ máy của chiếc xe này vẫn đang ở trong cái trạng thái tốt nhất, với những cái chi tiết như tem mác các bác thấy này vẫn còn nguyên zin luôn các chị nhá. Đó, quá chất đúng đúng ạ. Hay là kể cả những cái phía nhựa đây, ở phía phần đầu đây, đấy, các chị thấy nó vẫn còn quá đẹp theo thời gian. Thực sự là một chiếc xe vô cùng chất lượng mà bên em riêng với cỗ máy này vẫn bao zin cho các anh chị toàn tập. Đấy, bảo hành cho các bác tại showroom của kênh xe đam mê 1 năm sử dụng tiếp theo. Đấy, hay kể cả những con ốc lắp cabo các bác thấy đúng không ạ, tất cả đều nguyên zin các chị nhá. Đó, và quá đẹp cho một chiếc xe 2009. Vậy thì để đánh giá một cách chính xác nhất cái tình trạng của xe thì xin mời các bác hãy chuyển xuống phần gầm của chiếc xe này trước khi chúng ta đi vào một cái mức giá cụ thể ngày hôm nay để sở hữu chiếc xe này được không ạ? Và bây giờ thì tôi xin phép được gửi tới tất cả anh chị cái phần gầm của chiếc xe. Đây là một chiếc Camry. Thì chúng ta lần gầm đến rất là dễ xem những cái chi tiết chẳng hạn như máy móc này. Đấy, nó có nguyên zin hay không này, ốc này, da máy này, rong keo này. Đó, ốc đây. Đấy, thì nó còn zin hay không chúng ta rất là dễ xem bên trên thì nó khá là khó. Chẳng hạn dưới này thì chúng ta xem là rong keo này. Những con ốc này nó còn zin không bị tháo vặn này, da máy này. Đấy,
là trắng sáng các bác nhé. Thì đó là những cái lý do mà chúng ta cần nâng gầm. Đấy, nâng gầm nó là như vậy. Đấy, thì chúng ta xem nó được kỹ hơn. Và những cái chi tiết của xe thì phần gầm là phần dễ bị va chạm và tổn thương nhất. Chẳng hạn như cổ phanh này, càng A này, càng đỡ máy này. Đấy. Đấy, các bác có thể nhìn nhé. Đó. Đấy, cổ phanh và gầm. Nó có bị mục mọt hay không, có bị va chạm hay không? Thì con này thì phải nói là chủ nhân bảo vệ gầm rất là tốt. Bảo vệ bằng cách như nào? Đó là sơn gầm, sơn phủ gầm toàn bộ. Sơn một lớp rất dày thì cái này nó xuất ra một tí thì cái tôn sắt thép này nó vẫn trắng như mới này. Thì cái này nó xuất ra này. Sơn phủ gầm toàn bộ. Đấy các bác nhé. Đấy nên rất là yên tâm. Về cái gầm này thì yên tâm rồi. Đấy, phải nói là bác chủ rất là cẩn thận. Đã sơn phủ gầm, bảo vệ gầm toàn bộ rồi. Đấy, các bác nhìn không ạ? Và gầm còn khẳng căng, không bị va chạm. Thì đương nhiên không thể hàn bùng mọt được rồi, đúng không ạ? Và hệ thống bô, đây ạ. Đó, bô của nó này. Đó, các bác xem cái bô của nó nhé. Ống bô này, gầm này thì quá ok rồi. Đó. Và cam di thì đây, hệ thống treo. Đấy, hệ thống treo này. Bình xăng này cũng được sơn phủ gầm này. Được sơn phủ gầm hết nhé. Đấy, cái này thì có rửa qua nước lã cho nó sạch bùn đất rồi quay cho các bác nó kỹ thôi. Cổ phanh này còn mới đẹp này. Đấy, đây sơn phủ gầm hết từ càng máy. Vâng, được sơn 100% rồi. Đấy, thì bảo vệ cái gầm mãi mãi nó sẽ không bị han mục mọt. Bô thì còn trắng sáng này. Đây. Đấy, các bác có thể thấy phía sau đây nó còn zin hết nhá. Còn được sơn phủ gầm này, sắt xi được sơn phủ gầm luôn. Wow. Quá tốn kém. Nhưng mà những người mua những chiếc Camry này thì ngày xưa cũng 1 tỷ mấy cơ mà. Đương nhiên là người ta sơn phủ gầm như này để bảo vệ gầm là đúng thôi. Sắt xi zin này. Đấy. Đấy, các bác nhá, đây là sơn phủ gầm thì nhìn nó thế này thôi. Họ zin hết nhá. Đó thì cái giá trị các bác xem là phần gầm, hiểu rõ. Người ta sơn như này rồi thì cái gầm mãi mãi được bảo vệ. Nên các bác mua những cái xe này là rất yên tâm. Và rất yên tâm về chất lượng của phần gầm. Và cảm ơn các bác rất là nhiều nhé. Đó. Và vừa rồi quý anh chị đã cùng em đi vào chi tiết của chiếc Camry bản full 2.4G 2009 đang có sẵn tại showroom cây xe đam mê. Và các bác cũng đã tự đánh giá được cái chất lượng hiện tại xe nó ra sao, đúng không ạ? Và một cái mức giá vô cùng yêu thương ngày hôm nay dành cho mẫu xe này chỉ còn có 430 triệu cho một huyền thoại của Toyota. Anh chị nào mà yêu mến và quan tâm và thực sự hiểu biết về chiếc xe này mới thấy được hết giá trị mà nó mang lại cho chủ nhân mới, đúng không ạ? Vậy thì xin mời các anh chị hãy nhấc máy ngay bây giờ, alo cho em Phúc theo số hotline 0935 32333 để hỗ trợ tư vấn những thủ tục mua bán sang tên đổi chủ, vận chuyển xe đến tận nơi với chiếc Camry này ngày hôm nay, không ạ? Và một lần nữa xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay của showroom cây xe đam mê. Các bác có yêu mến hãy dành tặng những nút like cũng như là chia sẻ đường link giúp em lên cái trang Zalo Facebook cá nhân của mình. Và xin hẹn gặp lại các anh chị trong những lần giới thiệu xe tiếp theo.